Next speaker is Lan Nguyen. Xin vui lòng mời cô Lan Nguyễn. Cùng nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Để tôi đọc tiếng Việt xong lại anh đọc tiếng Anh nha, tại tôi có dịch qua. Okay. She want to read in Vietnamese first and then I will translate for the whole. She have a English letter. Yeah, and in English version. Tôi tên là Lan Nguyễn, ở thành phố Westminster, số 9172, đường Hazard Avenue. Thưa các ông bà, chúng tôi bầu những vị dân cử để nói lên nguyện vọng của chúng tôi, để đấu tranh cho quyền lợi của chúng tôi. Tại sao vị dân cử đó lại phải được một người trong hội đồng thành phố đồng thuận mới được phép nói lên nguyện vọng của chúng tôi? Điều này có nghĩa là nếu vị dân cử không thuộc phe phái nào thì sẽ phải im miệng, không được quyền mở miệng để nói ra nguyện vọng của người dân hay sao? Chỉ những người dân cử nào lập bè, lập đảng, về hồ với nhau mới được quyền phát biểu và lập ra những nghị quyết này nọ hay sao? Luật này là rừng hay là luật bịt miệng của Cộng sản vậy? Chúng tôi là những người trốn chạy Cộng sản vì không chịu được sự đàn áp, bất công và tàn ác của chúng. Không chịu được cảnh chúng đưa gia đình, họ hàng thân thuộc vào để thay phiên nhau giữ những chức vụ trong nguồn máy chính quyền. Bây giờ Hội đồng thành phố cho bằng khen cho Việt Cộng áp dụng chế độ đảng trị, gia đình trị. Xin hãy cho chúng tôi biết là có phải các ông các bà đang rắp tâm biến cái thành phố này rập khuôn theo đúng chỉ thị của Đảng Cộng sản trong cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không? Đây là tiếng Anh. Okay, this is the English version. You are elected to be represent us, the resident of Westminster City, to voice our concern, our request, our belief. Why does representative need at least one more person on the council to endorse in order to suggest an item to be added to the council agenda? Does this mean if he or she doesn't have any support or agreement from peer, he or she will not have the right to speak up and represent his or her constituent? Then only those who gang up on a team are allowed to speak or suggest any item on the agenda. Is this rule adopted by the council with support from the constituent, or it is a new rule introduced to suppress our voice, as if in a communist country? We are those who ran away from the communists, only able to withstand their suppression, injustice, and cruelty for so long. We couldn't stand the way that the government official brought their family, relative, friend into the system, taking turn holding position of power and ruling with corruption. Now the Westminster City Council has granted the resolution on condemnation to the communist member, which will eventually lead to a nepotism and ultimately establish the only party regime. Please tell us if you are planning to transform this city into a communist one. Thank you.